Giờ trong bài giảng hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn mình cách xử lý sử dụng Node JS để đọc và xử lý file, đặc biệt là file có kích thước lớn. Đây mình sẽ xử lý theo cơ chế là stream. Data được pass theo từng từng chân hay từng pass size, và sau đó là sử dụng trình CSV. Đây mình sẽ dùng kỹ thuật là biên mở data. Data này có kích thước lớn, sau đó mình dùng CSV để mình pass data lại về theo là có header data, và sau đó mình đọc và xuất nội dung, và có thể thêm các tên tiêu thao tác là search tìm kiếm trên file vừa được đọc. Rồi thì đã mình vào Visual Studio đây thì tạo một bài giảng mới. Rồi xếp tới thứ mục vừa được tạo. Rồi khởi tạo project. Rồi trong này mình sẽ tạo file index để xử lý. Rồi để đọc file thì mình sẽ sử dụng đối tượng global là fs require. Fs thì thư viện được hỗ trợ bởi thư viện chủ của Node.js. Rồi để đọc file thì mình đọc test release stream write tên của file, đây là sẽ download file này về, đây là đường dẫn click vào. Cái này có file là sẽ download file được tải xuống. Thì data này là data của các tiểu hành tinh của NASA, đây là đường dẫn tham khảo lấy data, em đã vào xem thêm. Rồi sau khi download xong, quay trong thư mục download copy. Rồi copy nhả vào trong cùng thư mục này. Rồi mình có file data, rồi mình sẽ đọc nội dung file này lên. Có là .csv. Rồi sau khi đọc thì mình biết Node.js mình xử lý sự kiện, mình sẽ xem sự kiện là khi nào đọc được data. Thì những data là có data ready từ file, đọc data. Console nắm log xuất data xem như thế nào. Rồi nếu trường hợp đọc lỗi thì bên lắng nghe từ sự kiện error.
Đề xuất là thông báo lỗi là gì? Rồi, khi kết thúc đọc file thì xuất sự kiện là end. Rồi mình thử chạy chương trình xem kết quả. Nên mình dùng lệnh NOT okay. Thì mình thấy mình sẽ đọc tất cả các nội dung file theo từng ở đây sẽ thành buffer là bộ nhớ đệm để đọc file từ stream. Rồi tiếp theo thì mình sẽ viết hàm để mình chuyển nội dung file này cách là đọc từ file CSV. CSV thì mình sẽ sử dụng là CSV Pass làm install package. Có nhiều package thì các em có thể xem chọn phù hợp. Nên mình chọn là CSV rồi sau khi em CSV xong thì thầy sử dụng làm đọc nội dung từ file CSV require. Rồi để đọc nội dung này constant thì mình sẽ gắn vào luồng stream. Khi đọc thì mình sẽ gọi hàm byline của fs này, byline để chuyển từ buffer này và đọc vào pass. Là mình muốn đọc nội dung gì thì xem, thứ nhất là mình sử dụng hàm pass của file CSV. Đây là bị sai. Rồi mình cần cái gì? Thì pass này thì mình sẽ xem kia có trong cái file CSV này như thế nào, Kepler data. Đó thì mình thấy trong này có comment, comment thì bắt đầu bằng dấu thanh và tiếp theo comment sẽ là data. Data thì cái dòng đầu tiên là header, thì có các row để mình support thì cái cốc là comment. Comment là ký tự là thanh, có column để mình có header cho nó column su. Rồi lót lại data xem install. Mình thấy khác với lần trước, nội dung về đọc thì là có tên của theo từng row, mỗi row sẽ có là Kepler ID name tương ứng với file Kepler data này. Mình sẽ có ID, name, Kepler name, coins và một cái cell là dòng dữ liệu. Rồi đây chúng ta đã được CSV. Và tiếp theo thì sẽ kiếm một hàm để tìm kiếm trên file CSV này, hàm function search. Thì có nhiều tiêu chí để search, cho mình search một tên rồi trong này thì mình lưu một
All right. Title. Rồi sớm này tạm thời là chưa vào thì xem thử trong data này có bao nhiêu hành tinh nên thì on data ready thay vì log data ra thì mình sẽ add data vào trong table.planet.boost data. Và cuối thì end reading thì xuất ra number chỉ nhóm này thì thấy lên kích thước mà nhận biết được có bao nhiêu hành tinh. À, thì trong này có 9564 hành tinh. Ở đây mình biết theo một hàm tìm kiếm theo số tiêu chí nên mình điền tên lại. Các em tham khảo trên web thì có nhiều tiêu chí ra, tiêu chí là planet theo chỉ số là coin disposition, bằng confirm. Và với rồi in source nó là 0.36 thì các em có thể bổ sung thêm nhiều tiêu chí khác thì theo yêu cầu là yêu cầu đơn giản. Rồi ở đây muốn add vào table planet thì chúng ta điều kiện tiếp search data, tiếp search data mình true để thỏa mãn điều kiện tìm kiếm thì mình mới boost vào, hoặc không sẽ không muốn. Bây giờ số lượng dữ liệu sẽ ít hơn. Đó thì hiện tại mình có 2348 chữ hành tinh thỏa mãn nhu cầu. Rồi giả sử nếu mình file này không tồn tại trong hướng dẫn thì lúc này xuất ra mình thấy chỗ error, còn số error này xuất ra file không tồn tại. Rồi thì trên này thầy có ví dụ chúng ta một trường hợp sử dụng xử lý file các đơn giản, sử dụng mà cách là đối tượng là fs read, ram read dạng stream, cái là luồng dữ liệu thay vì read tất cả file dòng thì nó chia thành từng luồng. Mình sử dụng csv bar để chuyển từ data text sang dạng dictionary. Thì mình có thể tìm kiếm search trên data hiện tại. Các em xem data và ví dụ data sample. Mình có thể làm lại thành chắc này.